Vâng, xin chào toàn thể anh em audio. Trong video ngày hôm nay em xin phép được giới thiệu đến anh em. Đây là cặp loa BMB 450C. Cặp loa này em làm theo yêu cầu của một anh là thay gân. Gân như hôm trước của em đấy, bên em là gân còn gân nhá. Nhưng bởi vì bác ở xa, bác ở Đồng Nai, yêu cầu của bác là thay cho bác cặp gân để sử dụng cho nó được lâu hơn, bền hơn, thoải mái hơn. Thì đây, trước tiên là xin phép được quay độ đẹp của nó này. Đấy, căng này. Cái phần đế này nó rất hay bị xước nhá. Mà con này gần như nó không xước một tí gì luôn này. Nó có chứ nó không thể nào nó không có một vết xước nào được, bởi nó là hàng bãi mà. Đấy, nhưng mà tổng thể thì không chê được điểm gì. Đây, gần bên em thay. Đấy. Gần mới thay đây, vừa thay xong. Màu giống hệt gân dịn luôn. L đời tem đỏ. Cái này gạt sang bên này cho nó nhiều tép nhé. Đấy, gạt sang bên này cho nhiều tép. Hiện tại em đang đánh vào một chiếc lọc xì mới lên vang, có nghĩa là cho nhạc vào lọc xì rồi mới lên vang, rồi xuống đẩy. Lọc xì nó khi mà chơi những âm ly, chơi những cặp loa nằm như thế này, thì lọc xì nó có một tính năng rất hữu ích. Bởi vì dòng loa nằm này là nó không có phân tần, nó chỉ có phân tần của tép thôi. Còn bát là 100% gần như nó đánh thẳng từ đẩy hoặc là từ âm ly phun thẳng ra loa luôn. Đấy, nên là sẽ không có phân tần, không có dập cấp qua loa. Nên chính vì thế mà tiếng trầm của nó sẽ không siêu sâu. Vì vậy khi anh em dùng có cái lọc xì này chẳng hạn này, thì cái giải cuối cùng này, anh em nghe nhá, cái giải cuối cùng là cái giải 40Hz, là cái giải của trầm này. Những cái quả súp này, giải của nó, những quả súp điện hoặc là những quả súp siêu trầm thì giải điện, giải súp của nó rơi từ 20 đến 200 Hz, có nghĩa là nó chỉ sử dụng trong cái khoảng này thôi này. Đấy, vì vậy là mình xử lý cái đoạn này kích lên này, nên tiếng trầm nó sẽ khác này các bạn nghe. Tiếng nó sẽ khô, nó không còn cứng nữa. Đấy. Mình tăng cái giải trầm này lên, nó sẽ mềm tiếng hơn rất nhiều luôn. Và kể cả cái giải tép cũng thế. Nó không như cái giải siêu nghe nhạc. Giải siêu nghe nhạc là cái giải trên cùng này. Đấy, cái giải siêu tép này mình sẽ kích lên. Thì nó rất hợp với những cái dòng loa karaoke này, nó để cho kích âm thanh lên. Rồi, cặp loa BMB này bên em vẫn còn nhá. Vẫn còn, đây. Gân zin nó như này đây này. Đấy. Anh em nào cần thay thì bên em vẫn hỗ trợ thay. Đấy, đây gân zin của nó nha. Vẫn sử dụng hoạt động bình thường. Đấy. Rồi, cảm ơn bác và cảm ơn anh em đã xem video. Cặp loa này có giá là 5.4 triệu một cặp. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ kênh.